Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Năm 2018, thành phố Sầm Sơn đưa thêm 43 xe điện vào phục vụ khách du lịch. Nhiều xe tải trọng lớn lưu thông trên quốc lộ 513 Nghi Sơn Bãi Trành gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ khách du lịch năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bổ sung thêm 43 xe điện vào hoạt động tại khu du lịch Sầm Sơn. Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch tại biển Sầm Sơn, ngoài 431 xe điện đang hoạt động, năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thành phố Sầm Sơn bổ sung thêm 43 xe điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 chiến thắng 30 xe và công ty cổ phần Thương binh Đồng đội 13 xe. Tất cả các xe này đều đã được đăng ký đăng kiểm, cấp biển số hoạt động. Xe được phép chở không quá 8 chỗ. Trước khi vào hoạt động thì chúng tôi cũng quán triệt rất là chặt chẽ về cái vấn đề, tức là về an toàn giao thông, rồi vấn đề văn hóa cư xử với khách du lịch, đảm bảo cái tiết an toàn, cái tính mạng con người, cái thứ hai là chấp hành nghiêm cái vấn đề, tức là đậu đổ rồi nói chung không tranh giành khách, tức là đưa khách đến nơi về đến chốn, tức là đảm bảo, tức là cái hình ảnh, tức là du lịch của tỉnh Thanh Hóa, tức là nó được tốt đẹp. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các doanh nghiệp kinh doanh xe điện đã tuân thủ nghiêm các quy định về phương án hoạt động của xe điện mà Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn đã quy định. Ngoài ra, các đơn vị này còn quán triệt đến toàn thể đội ngũ lái xe cho ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 513 đoạn Nghi Sơn Bãi Trành. Mặc dù tuyến đường mới được tu sửa nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng do một lượng lớn xe tải trọng lớn lưu thông qua tuyến. Và điều này đã tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Quốc lộ 513 Nghi Sơn Bãi Trành là tuyến đường huyết mạch để thông thương giữa miền xuôi và miền ngược của khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này đang bị cày nát bởi những xe tải trọng lớn hàng ngày lưu thông qua đây. Bụi bặm, mặt đường biến dạng loang lổ, nhiều ổ voi, sống trâu là những gì đang tồn tại trên tuyến đường này. Các bạn có thể thấy rằng là chỉ một thời gian ngắn nhưng có đến hàng trăm phương tiện lưu thông trên tuyến đường, đặc biệt những xe tải trọng lớn y ạch bò qua những cái ổ trâu, ổ voi, ổ gà. Và đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao mà tuyến đường vừa đầu tư nâng cấp lại xuống cấp nghiêm trọng đến như vậy. Vấn đề đặt ra đó là phải có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng. Chỉ một thời gian ngắn, tuyến đường giao thương huyết mạch hứa hẹn sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn khó khăn của người dân nơi đây đã thành điểm nguy cơ mất an toàn giao thông. Không những phá đường, nhiều xe chở đá dăm không che chắn thùng khiến đất đá bay ra ngoài gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Điều đáng nói là những chiếc xe này hàng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của người dân trên tuyến đường này. Tại xe ba chân nên là đi là quá hộ tối tải, cho nên là cái đường xuống cấp nhiều. Cho nên là tôi cũng đề nghị giá trình cấp trên là tôi xem xét mà để làm lại cái tuyến đường cho dân như tôi đi cho đỡ khổ đi. Trước đây là đường nó không như này, bây giờ là xe cổ là nó qua lại đường xá, nó làm cái đường là rất là chỉ là khó đi. Mà đi mà cái đoạn đường này là đi là hình này đây nó vừa té này, mấy người cũng vừa té là thí nữa là ăn vào trong bánh ô tô này. Tôi thấy các lượng chức năng phải kiểm soát các loại xe quá tải này, rồi làm con đường này nó tiêu dưỡng nó đến nơi đến chốn này. Nói chung đừng có làm chắp vá như thế này, thường làm một lần thì nó tốt lên thì con đường mọi người đi qua lại nó dễ dàng chứ. Em cũng thấy lo sợ bây giờ đường mà ổ gà, nhiều lúc mà đi đèn tối tránh không được mà ô tô em thấy chạy cơ động qua lại nhiều, nhiều lúc em né không được thì thấy bất an toàn đấy. Vấn đề đặt ra là cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, không thể để mặc cho các đơn vị vận tải vì lợi ích của doanh nghiệp gây hư hại đối với tuyến đường được nhà nước đầu tư với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội. Các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.